lên nữa đi, con lên nữa đi. Chờ cầu rào một nó xong thì quay gặp đến cầu rào một có cái thằng nó quay được ấy. À, nó có cái lông ấy nó quay được rồi cho cái chỗ cầu rào một ấy. Thank you.
ra nhiều không? ngân hàng có cái gì à? Ngân hàng nhiều ấy. Kiến Thụy vừa ra tận đây hả? Hoa này hoa ở Thiên Sơn mà. Ừ. Đi ra ngoài.
sinh nhật chưa? Em thao tác chưa? Thank you.
tí. Thế còn này, ví dụ COVID lần trước đấy là anh nói trước với bà Tư ấy, đã bảo về đợt đây thì về tiếp thị nhiều lắm, sợ cũng kiểu như nó với lại việc nó bận ấy, không tham gia được ấy. Nếu khi nào mà có việc ví dụ như đột xuất mà cần có cần phải tham gia đấy, bảo trước, còn vì sợ là tôi ở chính mình sẽ về không kịp. Thế.
luôn đường ở sông này đi.
đây là phố Phúc Hải. Phố Phúc Hải, một con đường đi tắt mới.